Vé thôi chứ còn quà cho mộ. Alo, đây là anh test máy cho em nhé. Không được. Đây, con máy nó còn mới nguyên này. Mới cái brand luôn. Em đáng lẽ phải anh không đáng lẽ. Đấy cho em này, điều khiển này. Em nhìn nhá. Đó, nó còn mới nguyên này. Nó mới có ba mười mấy giờ. Em mua ok, có gì sau này mua máy thêm ủng hộ anh nhá. Con này là anh bán hữu nghị cho em đó. Anh đã để chế độ các thứ cho em xong hết rồi, bây giờ em chỉ cắm HDMI vào là tự động nó nhận nhé. Anh sẽ cho em hai cái sợi dây, một sợi dây HDMI, một sợi dây VGA. Cái chỗ này là để chỉnh nhé, cái này là room room nhé, chỉnh room thì chỉnh nét, đây là chỉnh nét nhé, chỉnh trái phải, room trái phải nét cái này em chỉnh nhé. Lưu ý tuyệt đối không bao giờ rút cái nguồn này khi chưa tắt máy nghe chưa, lúc nào phải tắt máy xong rồi. Đây, ví dụ như anh bấm này, nó sẽ hỏi tắt hay không. Bấm thêm lần nữa. Tắt nhá. Tắt xong nó chờ nó tỏa nhiệt khoảng đây, lúc nào nó tỏa nhiệt tầm khoảng chắc là 1 đến 3 phút thì nó tùy, lúc nào nó hết nhấp nháy cái này này thì em rút được điện ra. Nhớ đấy, tuyệt đối không bao giờ rút nguồn khi chưa tắt máy. Rồi, để anh đóng gói gửi cho em.